Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở tại 36 nhỉ? Dạ. 36 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhá. Thì đây là một trong những cái cửa hàng ghế massage đầu tiên ở Đồng Hới cũng như là hiện nay em đang là gần như to nhất đấy các bạn ạ. Đây là cửa hàng ghế massage của Fuji Group, có gần như tất cả các cái mẫu ghế cao cấp, bình dân hay là giá rẻ này trên thị trường. Cùng với đó là có cả hệ thống máy chạy này, xe đạp tập này các bạn ạ. Xe đạp tập, xe trượt tuyết này, hay là những cái dòng xe tập trong nhà đó, rất nhiều luôn. Thì mình sẽ giới thiệu qua bạn một chút về ghế nhé. Thì ở đây có cả những bộ sưu tập ghế từ khá lâu rồi, theo cái giai đoạn phát triển của Fuji. Nhưng mẫu này là mẫu FZ800 này các bạn này, ngồi rất thích nhá, rất thích. Anh em nào nếu như mà mua cái ghế này dùng rất là ok đấy. Đây là chiếc FZ99 Plus, phải không nhỉ? Dạ. Lắc đó, mình lâu rồi mình không làm Fuji Luxury đâu, cho nên là đôi khi là quên mã hàng, các bạn thông cảm nhá. Chiếc này ngày xưa mình bán cực kỳ tốt luôn, một tháng có thể bán được mấy chục chiếc. FZ99 rất bền các bạn ạ, rất bền, da dày dặn. Còn đây là chiếc ghế Tokuzo GC3730 được nhập khẩu chính thức từ Nhật, hay là mẫu Osaki GP1000 các bạn, GP1000 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật nhá. Chiếc ghế này thì massage xuống thắt lưng thôi đó, cho nên là bên mình thì sẽ có đầy đủ cả những cái dòng nhập trực tiếp từ Nhật, hay là có những cái dòng liên doanh, những cái dòng được lắp ráp ở tại nhà máy ở tại Trung Quốc, đầy đủ hết. Cho nên là mọi người cứ đến các showroom bên mình sẽ được trải nghiệm đầy đủ. Chiếc ghế này phân khúc giá rẻ các bạn ạ, FZ699 đúng không? Phân khúc trên 10 triệu đó. Còn đây là một siêu phẩm FC8899, chiếc ghế mà chị Diva Thanh Lam này, anh Lê Bảo Bình này, hay là anh Trương Taylor đang dùng chiếc ghế này các bạn ạ. Đó. Còn bên này ra sẽ có một số mẫu ghế giá rẻ. Mẫu này của Fuji Pio, mẫu này của Fuji Luxury, mẫu ghế giá rẻ này. Đặc biệt ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn hai chiếc ghế mà mình mới phát triển cùng với Fuji Care. Đó chính là chiếc ghế FC911 Future. Một chiếc ghế mà có thể nói bán chạy nhất trong phân khúc tầm 30 triệu, hơn 30 triệu một chút thôi. Mọi người sẽ không có thể tìm một cái ghế nào khác ở trên thị trường có đáp ứng các bạn những cái tính năng về massage, những cái tính năng về giải trí và cả những cái tính năng về kiểm tra đo sức khỏe nhờ cảm biến nhịp tim và đo nồng độ oxy trong máu ở đây, đúng không ạ? Các cái chi tiết của nó em quay gần đây một chút cho mọi người xem được. Đường kim mũi chỉ này, những chi tiết ốp phân gỗ này, đúng không ạ? Rất là tinh tế và sang trọng. Đó. Còn nếu như mà mọi người cảm thấy rằng là cái ngân sách của mình nó có hạn ấy, mình chưa thể mua được chiếc ghế FC911 Future này, thì chúng ta có thể chuyển sang chiếc FC899. Chiếc ghế này thì mới ra mắt thôi, nhưng mà cũng rất là cháy hàng các bạn, chỉ khoảng hơn 20 triệu một chút là bạn có thể mua ghế này rồi. Còn nếu như mà khéo lịnh ấy, chúng ta có quan hệ tốt với các cửa hàng thì có thể là các bạn sẽ tặng thêm một chút quà gì đấy. Chiếc ghế này thì mình vừa trải nghiệm xong, massage rất kỹ phần cổ vai các bạn nhé. Động cơ của chiếc ghế này nó chính là chiếc 911 nhấc sang, cho nên là cái trải nghiệm massage nó sẽ mang lại cảm giác massage tương đương. Nhưng mà tại sao ít tiền hơn? Bởi vì là cái bài tập của nó có ít hơn. Mẫu này có 5 bài tập chuyên sâu, mẫu kia có 12 bài tập. Và mẫu này sẽ không có cảm biến nhịp tim này, không có túi khí ở thắt lưng, không có túi khí ở ngang đùi. Đó, còn phần túi khí chân thì vẫn rất là sâu như vậy. Còn sang bên đây thì nó là chiếc ghế FZ686, một chiếc ghế làm thương hiệu của Fuji. Nếu bạn không thích công nghệ, là bạn không thích những cái sự mới mẻ, thì có thể tìm một chiếc ghế này, một chiếc ghế đi cùng với 5 tháng các bạn nhé, FZ686. Đây là chiếc ghế của Fuji Kyo, mình cũng không rõ lắm nhưng mà cái ghế này ngồi cũng khá là ok các bạn ạ. Đây là chiếc S600, chiếc ghế làm đến tên tuổi của Chu Quang Huy nhá. Mình bán chắc phải đến nguyên cái mã này chắc phải đến 1000 chiếc. Ghế này bán rất nhiều luôn, rất nhiều các chú, các bác, các lãnh đạo, các cái tỉnh và bên mình đặt showroom ấy là đang mua cái ghế này, đang dùng cái ghế này. Một chiếc ghế không cầu kỳ, không hoa mỹ nhưng mà rất là tinh tế. Còn bên ngoài là chiếc FZ350 các bạn ạ. Chiếc này thì cái lực đấm massage của nó sẽ êm ái dành cho những người hơi lún cuộn một chút, dùng cái này rất là thích luôn. Nếu như ở Quảng Bình thì bạn có thể đến Đồng Hới có hai cơ sở em nhỉ? Dạ. 36 Lý Thường Kiệt ở đâu nữa? Dạ, 43 Trần Hưng Đạo. 43 Trần Hưng Đạo và ở Ba Đồn nữa. Ba Đồn có một cơ sở rất là lớn. Ba Đồn thì ở gần với nhà của bạn Sơn, là bạn phụ trách khu vực Quảng Bình, khu vực Hà Tĩnh, khu vực Quảng Trị các bạn nhá. Cho nên ở trong khu miền Trung là mọi người yên tâm. Bên mình thì có hệ thống cửa hàng gần như thôi và tất cả ở các thành phố lớn, các tỉnh thành ở trên toàn quốc. Cho nên mọi người cần cứ liên hệ bên mình, đến bất kỳ một
tỉnh nào, một trung tâm nào bên mình có chi nhánh, các bạn đều sẽ được nhận được những cái sản phẩm, những cái dịch vụ nó đúng cái tiêu chuẩn của hãng. Rồi, xin chào các bạn, mình là Chu Công Huy và đang quay các bạn trực tiếp từ Đồng Hới, Quảng Bình. Bye bye.